Bảo, Bảo, Bảo. Gì ăn cơm? Ăn kẹo không Bảo? Có. Đây nè, đó, anh mua đây rất là nhiều kẹo luôn nha. Đó, xanh đỏ tiền vàng, màu gì cũng có. Em thích ăn màu gì? Em thích ăn màu xanh nước anh cơm. Ờ, em lúc nào màu xanh nước hết. em bóc ra anh đi. Anh đùa đó, cái này không phải là kẹo đâu. Cái này là pháo Pokemon đây nè, đó, này pháo Pokemon nè, đó, phải không? Đó. Tại vì biết sao không? Ở trên này có rất là nhiều nhân vật Pokemon luôn. Em biết bộ phim hoạt hình Pokemon không? Biết anh cơm. Đó, cái này là Pokemon Go nè. Ở đây là cái con gì ta? Đó. Chuột hạt đi, giống như con sóc, con thỏ vậy à, đúng không? Con này là đó. Pikachu nè. Ôi, con này có Pikachu nè. Ồ, rất là nhiều mặt, còn dễ thương ha. Đúng đó, rất là nhiều luôn á. Đó, xanh đỏ tiền vàng có đồ luôn. Còn con gì mà hai chứ nè. Ờ, con này có gì đây? Ờ, anh nhìn nhớ nha. Nhìn cái mỏ đó vui ha. Hình như cái này là Pokemon trái cây. Anh sẽ thả xuống cái hồ nước này xem nó có bắn nước lên không nha. Đây nè. Cái này mình mới bóc thật mạnh nha. Đó, bắt đầu phồng lên nè. Thả vô. Nó phồng rồi anh công. Nó đang phồng kìa. Nổ chưa? Chưa anh công. 1, 2, 3. Nổ. Rồi đi. Wow. Rồi, nó nổ quá anh công ơi. Hình như bị xe rồi. Quá nó nổ rồi kìa ha. Nhưng mà nó hơi lâu đúng không? Bây giờ là cái bịch nó hơi lâu, bây giờ anh thử cái bịch màu vàng này đi ha. Mình thử bịch màu vàng đi. Không được ăn nè anh công. Ờ đúng rồi, cái này là không được ăn mà cái này giả kẹo thôi. Cái này ăn mà nó nổ banh hồng nè. Đang ăn cái nổ banh hồng luôn. Đó bây giờ anh thử lại nha. Anh công. Nè. Rồi, phòng này, anh bỏ vô nha. Rồi. Bỏ vô đi anh công. Bỏ nước. Đó. Xem có nổ không nha. Hy vọng cái này sẽ nổ nhanh ha. Nổ nhanh đi. Ờ nổ nhanh không? 1, 2, 3. Chưa anh công. Nó đang phồng kìa, nó phồng ghê luôn ha. Nó phồng to ghê anh công. Mấy cái này. Wow. Nó văng nước tung tải luôn không? Nó văng nước tải luôn, mà cái này nó nổ to hơn cả này đúng không? lợi hại. À, hôm nay này bọn anh có rất là nhiều kẹo luôn đó. Mang về cho em nhá. Đó, em vào nhá. Ê, ngoan nhá. Mà hôm nay anh cho ăn kẹo nhá. Nè, ở đây có rất là nhiều kẹo luôn. Em thích màu gì? Nè, cho em ngửi đó. Em thích màu gì? Đó, màu xanh đúng không? Em thích ăn màu xanh đúng không? Nó gật đầu đúng không? Em thích ăn màu xanh hoặc vàng? Ngoan chạy đâu. Thôi, hình như anh không thể là anh hình như là nó không thích ăn màu xanh đâu. Hình như nó anh thích ăn màu cam hay sao á, màu cam đi. Nè, em bóp đi giờ mà bảo xong mình thả đây cho nó ăn đi. Bóp mạnh lên rồi. Đây đó, em ăn đi. Vâng. Em ăn đi vậy. Vâng. Chạy luôn. Con mai con giờ con chạy mất dép luôn. Vui à. Thì bảo bây giờ nó con vàng nó sợ rồi, bây giờ mà kêu nó lại hơi bị khó hả đúng không? Mà đây anh còn rất là nhiều Pokemon luôn. Đúng rồi, bây giờ là hai anh em mình đi tìm người lạ mình trôn đi ha. Hình như sổ mình vừa xuất hiện một thằng nào mới á. Hình như cái thằng đó là ở thành phố lên hay sao á. Nhìn nó trặng trẹo đẹp trai lắm. Hãy mình đi tìm nó mình trôn đi bảo. Ok. Đi đi. Đôi qua nơi khỉ ho cò gái này không biết có cái gì ăn không nữa, từ thành phố về đây. Trời ơi, đôi qua. Bảo, đó. Kìa, phía xa kia là cái thằng mà anh nói đó. Cái thằng này là cháu hay là con của cái gì, cái nhà ông Sẩu Xèo ở đâu xóm mình á. Nhìn thằng này to bự đâu. Hình như nó đang đói vậy đúng không? Em thấy nó xoa bụng này chắc là nó đang đói đó. Bây giờ mình đi bán kẹo này đi ha. Ai kẹo Pokemon đâu? Ai đứa bán kẹo Pokemon nè. Dạ. Tụi em bán kẹo Pokemon này anh. Đó, anh mua ủng hộ bọn em đi. Kẹo này bán sao? Dạ kẹo này là kẹo Pokemon. À tụi em bán 10.000 một cái bao thôi. 10.000 dạ. Đắt thế, kẹo giác vàng à, đắt thế. Giác vàng đúng không? Giác vàng. Kẹo này là kẹo Pokemon á. Kẹo bên tí bán 10.000. Cái này chắc là anh ở từ thành phố xuống đúng không? Đúng rồi, tao ở thành phố mới xuống. Đúng là ở thành phố không biết chuyện gì ở nông thôn đúng không? Anh nhìn anh kẹo quá. Anh không biết kẹo này là kẹo hot ở thành phố em à. Hot kẹo này là 15.000 một cái là đang hốt là 15.000 một cái đó anh. Hiện tại thì đang giảm giá. Đang giảm giá. Dạ, ngon không? Ăn ngon không? Dạ ngon anh, kẹo này ngon lắm anh. Kẹo này cách không những ngon mà cách ăn cũng đặc biệt nữa bảo hả? Dạ đúng rồi. Sau nói tao nghe coi. Bảo, em giới thiệu cho anh ở thành phố này biết đi bảo. Dạ. Kẹo này là chỉ cần chúng ta bóp một phát xong chúng ta xẻ ra là ăn được thôi. Chưa. Đặc biệt ở chỗ này anh này, anh chỉ cần anh bóp một cái đúng không? Nó bắt đầu cái bịch này nó phồng lên. Đó, xong anh cứ cầm, mà khi nào anh bóp nha này. Mà khi nào nó căng thật căng á là khi đó anh ăn. Anh xé một cái anh ăn. Trời ơi, lúc đó trời ơi, cái hương vị rất là ngon luôn đúng không ạ? Nó rất là tuyệt vời luôn đó anh. Nó ngon không? Nó. Cái này là anh chỉ cần ăn hai bịch thôi. Vậy lấy tao hai bịch đi. Là anh no cả ngày luôn hả? Anh no cả ngày. Nhá. Vậy là đằng lại là 10.000, 15.000 một bịch mà thôi tụi em giảm giá. Là hai bịch 20.
Đó, mà anh đã biết cái răng chưa? Để tụi em chỉ cho. Chưa anh. Chưa. Rồi, anh rồi, này rồi. Đây. Đó, cho anh hai bịch này là đây. Của anh. Còn bịch này em khuyến mãi cho anh. Em chỉ cho anh cách ăn nha. Ừ. Đó, đây nè. Đây là Pokemon màu hồng nha anh. Ừ. Đó, rồi. Nè, bây giờ mình phải bóp thật mạnh nha. Anh để ý theo em nè. Ừ. Bóp thật mạnh nha. Bóp. 1 2 3. Đó, à. Phòng đây này. Rồi, anh cầm đi. Anh bóp đi. Anh bóp đi. Em cầm đi. Anh bóp kia nó cắn. Ôi, nó nổ hả ta? Nó nổ. Ờ nó nổ kìa. Ừ. Cái kẹo này nó hết hàng hay sao á? Ờ kẹo này hình như là kẹo này hết hàng chị dùng á. Mày lừa tao à? Em có lừa anh đâu. Không không, cái này em không phải lừa anh đâu. Được bảo hả? Hình như cái này là kẹo này là do hết hàng chị dùng á nên là nó nổ á. Đâu đâu, để tao thử một cái. Ừ đúng rồi. Mà thấy không được. Không đi. Đây bây giờ anh xem này đi. Anh xem này kỹ đi. Đây ở đây này có sổ này xem được hết hàng sử dụng chưa? Đây con. Ờ, đó đúng không? Đó, cái này là năm 2025 mới hết hàng sử dụng. Rồi rồi, anh bóp đi, anh bóp đi. Anh bóp đi. Bóp không? Rồi anh bóp đi. Anh bóp mạnh lên. Rồi, đó rồi. Ờ rồi rồi. Rồi, rồi xé làm xé. Chạy lừa to. Tức thiệt, bị hai thằng rắn con nó lừa. Mắc quá. Kiếm chỗ nào xả xui mới được. Ồ, ta đà. Đúng rồi, thằng nhà quê. Rồi ở trên phố mà giống như trên núi. Em mà bảo biết sao? Ở đây anh còn rất là nhiều phả Pokemon luôn. Lúc nãy mình trôn nó như vậy, anh thấy chưa đã. Mới hai cái là chưa đã. Hay là bây giờ mình đi tìm tiếp nó đi. Đi tìm nó tiếp xong rồi mình chơi liên hoàn luôn đi. Ở đây anh còn bao nhiêu cái? Anh đây còn 2 này. 2 4 6. Em một cái là 7 đúng không? Là bây giờ anh hết 7 cái luôn. Bóp 7 cái mình thả nó luôn à, đúng không? Đây này, bây giờ anh 3 cái đi. Cho em 4 cái. Thôi anh 4 cái, em 3 cái thôi. Thôi bây giờ mình đi tìm nó đi. Hình như hồi nãy anh thấy đi nó hướng bên kia kìa. Đó, ê kìa nó kìa. Đi. Bảo. Đó, nó đang đứng bên kia, nó đi vệ sinh kìa. Ê bây giờ mình bóp đi Bảo. Bây giờ em bóp một cái, nha. Mình thả ngay chân nó nha Bảo. Mình bóp liền. Mình bóp liên hoàn luôn nha. Cái gì vậy? Ui. Thằng trời đánh này.